Vâng, xin chào anh em. Lời chào rất quen thuộc, mình là Kiên Mô Tun. Ở cái clip hôm trước ấy, thì mình có up lên kênh YouTube của mình ấy, thì là mình có làm cái so sánh giữa cái bộ điện của con Attila VT5 như ở đây mình có này, và cái bộ điện của con Zin Việt, và một cái cục sạc Attila VT5 Zin, loại Zin đã bị cháy rồi nhá. Đó. Đấy thì khi mình up clip lên ấy, thì có một vài anh em thì có alo ngược lại mà phản hồi lại với mình là tại sao là cái xe của bạn ý vẫn là cái xe Zin Việt mà đi cái cục sạc Attila này này đi được 2 năm mà nó không cháy, mà mình lại làm cái clip mà mình nói là cái này là được 9 tháng rưỡi gần 1 năm thì nó cháy. Thì mình xin phép anh em cho mình giải thích như thế này, thì là mình có giải thích cho bạn ý rồi, thì bạn ấy cũng đã ok rồi. Thì ở trên cái clip này ấy, thì mình sẽ làm riêng về những cái thắc mắc như thế để giải thích cho toàn thể anh em ở đây hiểu được lý do tại sao mình khuyên anh em là không cần thiết phải lắp những cái cục như này. Thứ nhất là giá thành rất là cao và anh em lại phải bung máy ra để cải cái bộ điện ở đây, là phải tách cái mát đấy như cái clip trước này mình nói đó. Thì ok, thì bây giờ là mình sẽ giải thích nguyên nhân tại sao mà cái bộ điện của thằng Honda này vào cái con sạc này nó không đảm bảo, là bởi vì thứ nhất là cái bộ điện của thằng Honda này nó ít quận, nó ít đường nạp hơn, nên là cái điện nó sinh ra để nó cấp cho cái thằng nạp này, để thằng nạp này làm việc cấp vào cái bình AQ nó không đủ. Và khi các bạn dùng những cái bóng lớn, những cái bóng mà 40W chẳng hạn thế, hoặc là 1-2 cây trợ sáng đó, thì cái lượng điện nó tiêu thụ là rất là lớn, thì cái con sạc này nó không đủ cấp cho cái thằng bình AQ, cho nên con sạc luôn luôn phải làm việc trong cái tình trạng gọi là quá tải thì nó mới dẫn đến cháy. Còn có thể là trên cái xe của bạn ý thì bạn ý cũng lắp một con sạc như này và cũng một bộ điện như này trên một con Zin Việt mà lại bền, thì có thể là do cái bóng của bạn ý là công suất nó thấp, rồi là bạn ấy có thể là đi ban ngày nhiều, ít khi đi tối. Còn những cái xe nào mà hay phải đi tối, là những cái cung đường tối mà đi đoạn dài đoạn xa đấy, thì con sạc này nó làm việc luôn luôn trong cái tình trạng gọi là quá tải nóng, cho nên là nó sẽ bị cháy đó. Thì cái này thì cũng có thể là do chất lượng của từng cái con sạc đó. Thì mình khuyến cáo anh em là không phải là mình nói là cái con sạc này lắp vào cái xe Zin Việt này nó sẽ không bền nhá, thì có thể là do chất lượng linh kiện hoặc là do điều kiện của từng người đi xa đi gần, hay là hay đi ban ngày, ít khi đi ban đêm, thì cái cục này nó sẽ ít phải làm việc, trong cái tình trạng là quá tải nhiều thì nó sẽ bền thôi anh em ạ. Đây là cái điều đương nhiên đó. Còn lý do tại sao mà cái thằng Attila này này điện nó khỏe và con sạc nó bền, bởi vì cái nhà sản xuất họ đưa ra ấy, thì là nó theo một cái chỉ số nhất định rồi, họ đã tính toán từ nhà máy rồi, thì là cái con này nó phải cấp đủ một cái lượng điện như này để thằng này làm việc, nó cấp vào cái bình AQ thì luôn luôn nó sẽ khỏe, nó sẽ tương đồng với nhau và nó sẽ yêu thành một bộ com lê thì nó sẽ bền hơn. Là anh em phải mua một bộ về xong rồi để chế như này, nhưng anh em nhìn rõ hai cái quận đồng nó khác hẳn nhau luôn, thì suy ra là cái độ bền nó sẽ không được đảm bảo. Mà độ bền nó không đảm bảo ấy, thì cái này là mình cũng chỉ biết là nó có thể là do chất lượng linh kiện và do cái cách thức anh em đi thôi anh em nhá. Thì cái này là mình sẽ nói là cái này nó sẽ không bền so với bộ điện này, là mình sẽ nói là nói chung chung thôi, không ám chỉ bất kể một cái xe nào đó. Thì có anh em thì nói là xe em đi nó bền, cái xe em đi nó không bền, thì đấy là phụ thuộc vào từng người, ok chưa ạ? Đấy, mình giải thích như này nó cho nó rất là thoải mái này. Và có một số anh em ấy thì cũng có hỏi mình là tại sao là lắp một con sạc như thế này và một con Zin Việt hay một con Way Alpha hoặc là một con Sirius mà lắp một cái bóng công suất thấp vào pha ấy, thì nó đủ điện để anh em đi hàng ngày đi thoải mái. Và nhưng mà cái bóng đấy nó lại bị giới hạn bởi vì cái ánh sáng, cái lumen của nó thấp, cho nên là cái ánh sáng nó hắt ra nó thấp, nó không được cao. Và anh em có lắp thêm một cây trợ sáng nữa, hoặc là anh em có thể bỏ cái bóng cũ đi và anh em sẽ lắp thêm một cái bóng công suất nó lớn hơn để đi cho đảm bảo ánh sáng hơn, thì lại không đủ điện. Thì mình xin phép mình nói thêm như thế này, ở cái clip hôm qua ấy, thì mình cũng không đề cập đến cái vấn đề như này, thì mình giải thích rõ cái đoạn này anh em chú ý nghe rõ nhé. Ở cái bộ điện Zin của thằng SIM này và con sạc Zin này thì không nói làm gì, mình bỏ ra đây, mình nói đến là cái bộ điện của thằng Honda này và cục sạc này đó.
Thì lý do tại sao mà khi anh em nâng cấp cái bộ đèn của mình lên mà nó không đủ điện là bởi vì các bạn phải hiểu là cái con sạc này nó ăn điện từ cái bộ đèn này lên để nó cấp cho con sạc này, và con sạc này ngược vào nạp vào cái bình ắc quy. Thì các bạn cũng biết là cái bình ắc quy mới khi mà đo ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm 13V, mà cái đường nạp chuẩn của con sạc này nó sẽ cấp vào một cái bình ắc quy nó là 13V cho đến 14V5 anh em nhé. Đường sạc xịn của cái thằng này này mà độ trên cái xe Zim xe Way này là nó sẽ cho cái chỉ số là từ hơn 13V cho đến 14V5 đó. Thì là anh em đi cái đèn pha công suất thấp thì nó vẫn đủ điện nó nạp vào để nó nuôi cái bóng ấy liên tục trong một thời gian dài. Nhưng khi anh em mà nâng cấp lên một cái bóng công suất lớn hơn thì thằng này nó sẽ cấp không đủ điện. Không phải thằng này cấp không đủ điện mà do cái thằng này cấp không đủ điện anh em ơi. Đó, thì anh em lắp cái cục này hay là cái cục Xi 150, anh em có lắp thêm 10 cái cục nữa vào thì nó vẫn không đủ điện. Bởi vì là do cái thằng này quyết định đó. Thằng này cấp không đủ thì thằng này không cấp đủ cho thằng kia, thì thằng này phải làm việc nhiều mà cái cục này nó rất là nóng. Nó phải làm cái to như thế này và cái cánh nó nhiều như thế này nên là nó nóng. Thằng tại sao mà cái thằng của thằng Honda đây nó làm lại nhỏ gọn bé như này mà cái cánh toàn nhiệt nó rất là ít? Bởi vì là cái hệ thống điện của thằng Honda nó là cơ cấu làm việc nó khác, khi thằng Attila này cơ cấu làm việc nó khác nên nó phải làm thứ nhất là to và những cái cánh rất là nhiều để nó tản nhiệt đi cho nó đỡ nóng đó. Đấy là cái lý do. Thì một số anh em là cũng hỏi là ở trên xe dòng Yamaha đấy cái bộ điện nó cũng nhiều mà tại sao khi mà mình lên quận nó cũng mình lên con sạc này mà nó vẫn cứ bị yếu, mà khi mà mình nâng cấp cái bóng đèn nó lên nhiều như thế, một thêm một hai cây chữa sáng nó vẫn không đủ, là bởi vì mình cũng đã giải thích rồi cái hiệu điện thế của cái con sạc này nó đưa ra và cái bình ắc quy của bạn là nó chỉ cao hơn cái đường điện thế ở tại bình là 1 đến 2V. Thì khi anh em phải lắp một cái bóng công suất là lớn hơn và thêm một cái bóng nữa chẳng hạn đấy, thì cái lượng điện ở bình ắc quy nó luôn luôn nó bị rút đi nhanh, thì thằng này nó cấp không kịp nó. Thì anh em có lắp thêm một con sạc nữa nó vẫn cứ không đủ cấp, thì cái lượng điện nó cấp vào một cái bình ắc quy là giới hạn của nó là chỉ là 13V đổ lên cho đến 14V5 quay đầu thôi đó. Còn ở cái clip lần trước ấy thì mình có làm cái clip mà mình test cái con đấy, cái con ổn định điện như này. Cái dòng sạc của mình nếu mà mình để ở chế độ sạc nhanh ấy, cái dòng sạc của mình ấy, nó lên đến trên 16V, 17V. Còn nếu mà còn ga to lên nữa mà còn ga thêm một lúc nữa thì có khi nó còn lên nữa đấy anh em ơi. Đó, thế là giải thích là tại sao mà cái bộ điện của thằng Honda này vẫn là con sạc zin của thằng Honda này mà lắp thêm một con này của mình nó đủ cho cái xe của mình làm ở trên clip đó. Một cái bóng pha 40W cộng thêm một cái cây L4X 40W nữa là 80W. Nó vẫn đủ điện mà không có cớ gì cái xe của dòng Yamaha cái bộ cuộn điện này của nó nhé còn nhiều hơn thằng này luôn. Mình nhớ không nhầm là 18, 19, 20 cuốn gì đó. Đó, mà nó lại không đủ điện. Đó, các bạn nghe cái chỗ này nó có mâu thuẫn đó. Nó rất là nhiều cuốn mà nó không đủ điện là lý do là thằng này. Cái thằng này của thằng Honda này cái đường sạc nó cấp vào bình ắc quy là như ở trên xe mình đo đấy, mà phần đa là những cái xe mà mình lắp cho khách nhà mình đã đo là cái đường sạc chuẩn của nó đưa vào bình là sẽ là 14V5 cho đến 15V5 quay đầu nhé, 15V5 quay đầu anh em ơi. Thì con sạc này nó mới làm việc là nó sẽ xả điện ra mát đó, cho nên là cái bình ắc quy luôn luôn nó khỏe đó. Và ở trên cái xe Attila này một cái nguyên nhân nữa là cái bình của nó thường là bình bé nhất là bình 7A, còn không nữa là bình 9A, cái bình nó rất to đấy anh em ạ. Đó thì nó phải to gấp đôi gấp ba lần cái bình trên cái xe zin của mình hoặc là trên những cái xe quen pha, đặc biệt là con quen pha đời mới bây giờ là cái bình ắc quy nó rất là bé, nó chỉ là bình 3A thôi. Mà nếu như anh em mà dùng con sạc này ấy, mà đi một cái bóng 40W thì chưa nói gì đến 6, 7, 80W đây là nó có đã yếu điện rồi đó. Thì trên cái xe Attila thứ nhất là cái bộ điện nó khỏe, con lạp nó khỏe, cộng với cái bình ắc quy nó to nó khỏe nên là cái thời gian sử dụng của nó được lâu
và cái đường nạp nó khỏe thì lúc nào nó cũng cấp đủ và nó làm việc đúng theo chỉ số của nhà sản xuất đưa ra, cho nên là nó sẽ là bền. Còn thằng Honda thì anh em độ chế thì biết là cái đồ độ chế thì không bao giờ nó đồng bộ được. Thằng này yếu và thằng này khỏe thì tự nhiên hai thằng nó đá nhau sẽ có một thằng chết. Đó, đấy là điều đương nhiên anh em ơi. Cho nên là qua cái clip này mình giải thích như thế thì nó cũng hơi lòng vòng, hơi khó hiểu. Mình mong anh em là nghe kỹ. Mà có cái điều gì mà anh em thắc mắc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0165 614 6858. Thì mình sẽ giải thích trực tiếp ở trên cái điện thoại của mình. Hoặc là mình sẽ làm mới clip chú thích như thế này để hướng dẫn lại và nói thêm cho anh em nó sẽ dễ hiểu hơn. Vâng, xin chào anh em, mình là Kim Motul. Hẹn anh em ở clip lần sau nhé.